mình là Nguyễn Xuân Nam, là cựu sinh viên Bách Khoa, giờ hiện tại đang làm lập trình viên. Đây là lần thứ 5 tham gia giải đấu, lần đầu là 2016. Mình biết đến bộ môn thông qua Facebook và YouTube, thông qua các clip trên Facebook và YouTube. Còn mục đích đến với bộ môn là để tìm người yêu, nhưng mà giờ vẫn chưa có người yêu. Vì quy mô giải kiểu nó là một sân chơi cho anh em kiểu, nhưng mà về quy mô thì nó càng ngày càng to, chất lượng thí sinh thì càng ngày càng mạnh. Năm nay thì chất lượng thí sinh nó đồng đều mạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Sau khi đấu cảm giác rất là mệt vì đấu phải đối thủ mạnh. Nói chung là rất là vui vì lâu lắm rồi mới được đấu một trận như vậy. Mong muốn là những giải sau thì trình độ anh em ngày càng được nâng cao, quy mô giải thì ngày càng được mở rộng. Drop it.
I'm sick of it.